Tại thời điểm kiểm tra, khu vực nghi vấn san chiết ga trái phép trên là nhà xưởng, lán tạm, được quây tôn kín xung quanh và nằm xa khu dân cư. Lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có một xe ô tô màu trắng, trên thùng xe có một bồn chứa ga khoảng 6 tấn và được kết nối với 3 cây chiết nạp phía sau xe. Cùng với đó là một xe ô tô đang đóng hàng với hàng trăm bình, vỏ ga mang các thương hiệu như Petro Việt Nam, Hồng Hà, Thăng Long, Vạn Lộc, Bình An. Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng có phát hiện khoảng 550 vỏ bình LPG loại 12 kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau dùng để chứa khí LPG và 12 kg màng co bằng ni lông chưa qua sử dụng mang các nhãn hiệu Vạn Lộc Ga và Venus Petroga đang được để trong khu vực nhà kho. Tại thời điểm kiểm tra, bà Trịnh Thanh Vân là đại diện kho xưởng chưa xuất trình bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ gì liên quan đến hoạt động san chiết ga. Căn cứ thực tế khám nơi cất giấu, đoàn kiểm tra xác định bà Trịnh Thanh Vân có dấu hiệu thực hiện hành vi san chiết nạt ga trái phép từ bồn khí. Lực lượng chức năng đã thống nhất lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa, tang vật, phương tiện trên và yêu cầu bà Trịnh Thanh Vân tiếp tục làm việc với cơ quan kiểm tra để xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.